mà Thu đã thử cái cặp đôi sản phẩm này ấy, và đặc biệt là dành cho da nhạy cảm ấy, tức là nhào nhỉ, dầu nhưng mà nhạy cảm ấy, thì Thu thấy là nó không hề bị mẩn đỏ một chút nào cả và nó kiềm dầu rất là tốt. Thế nên là Thu sẽ quyết định là sẽ làm một cái video để giới thiệu cặp đôi này đến với mọi người. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Phạm Hà Thu. Và ngày hôm nay thì mọi người thấy đấy, nói đến cái chủ đề mùa hè này thì quay đi quay lại thì cái làn da đổ dầu vẫn là cái mà các chị em than phiền nhiều nhất ấy. Thì ngày hôm nay thì khi mà Thu đã thử cái cặp đôi sản phẩm này ấy, và đặc biệt là dành cho da nhạy cảm ấy, tức là nhào nhỉ, dầu nhưng mà nhạy cảm ấy, thì Thu thấy là nó không hề bị mẩn đỏ một chút nào cả và nó kiềm dầu rất là tốt. Thế nên là Thu sẽ quyết định là sẽ làm một cái video để giới thiệu cặp đôi này đến với mọi người. Cặp đôi mà Thu sẽ giới thiệu với mọi người ngày hôm nay đấy chính là của một nhãn hàng rất là quen thuộc, đấy chính là Paula Choice. Và cái dòng mà mọi người sẽ thấy rất là lạ, không biết là có các chị em nào đã biết chưa ấy, nhưng mà với các sản phẩm BHA, AHA rồi đại loại các sản phẩm booster hay là treatment của Paula Choice thì mọi người sẽ không thấy quá xa lạ đúng không? Nhưng với cái dòng Calm này, dòng Calm này là dành cho da nhạy cảm, và cái dòng này thì nó sẽ có loại dành cho da khô đến rất khô và dành cho da thường đến da dầu. Thì cái cặp đôi mà Thu chọn ấy, đấy chính là oily combination, tức là da hỗn hợp thiên dầu ấy. Thì chắc chắn là nói đến là nền da của các chị em Việt Nam ấy, thì hầu như là đều da dầu đúng không? Với cái khí hậu này thì da khô rất là ít, có nhưng mà rất là ít. Và giống như là các chị em nào mà cũng đang gặp vấn đề như Thu ấy, đấy chính là đổ dầu rất là nhiều trong cái thời gian mùa hè này, thì mọi người có thể để ý và tìm đến cái sản phẩm này. Có thể nói khi mà ngày xưa ấy, da Thu rất là nhạy cảm và Thu dùng cái BHA Exfoliation của Paula Choice 2% thì Thu bị kích ứng luôn. Tất nhiên là về lý thuyết ấy, thì da của chúng ta sẽ không có vấn đề gì với BHA cả, nhưng mà với cái việc là nếu mà da của mọi người đang ở trong tình trạng là yếu hoặc quá nhạy cảm ấy, thì mọi người rất dễ kích ứng với các loại tẩy da chiết hóa học. Và khi mà Thu tìm hiểu đến cái nhãn hàng Paula Choice này rồi thì Thu để ý ngay đến cái dòng Calm này. Tất nhiên với một cái line hàng mỹ phẩm ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái gọi là dòng nào thì nhạy cảm này, nào thì dòng booster này, đặc biệt là ở Paula Choice thì nó có rất là nhiều, nó có vô cùng nhiều những cái line hàng sản phẩm ấy. Thế nên là cái mà sản phẩm mà Thu để ý đầu tiên ấy, khi mà nhìn đến cái quyển catalog của Paula Choice, đấy chính là dòng Calm. Đầu tiên ấy, thì nhắc đến những cái thành phần của cái dòng Calm Soothing Toner này thì mọi người sẽ phải kể đến, ví dụ như là ở đây sẽ có này, polysorbate 20. Polysorbate 20 thì có thể tìm thấy ở trong một số loại trái cây này, giúp cho làn da không bị mất nước. Thì mọi người có thể hiểu ấy, cái polysorbate 20 này chính là một cái hoạt chất giúp giữ nước cho làn da và khiến làn da không bị mất nước. Glycerin thì quá quen thuộc rồi, đây chính là một chất giữ ẩm này. Colloidat oatmeal chính là bột yến mạch này, bột yến mạch keo được sản xuất bằng cách là nghiền các hạt bột yến mạch và đun sôi. Thì đây chính là một cái hoạt chất mà chứa nồng độ cao của tinh bột và beta-glucan, thể hiện tính chất hấp thụ của nước, tức là đây cũng là một cái chất để giúp cho da của mọi người hấp thụ nước cũng như là giữ nước tốt hơn. Sau đấy thì có tiếp đến đấy chính là beta-glucan, thì đây chính là một cái thuộc một thành phần của vitamin B5 và có tác dụng là phục hồi da rất là tốt. Tiếp theo đấy chính là seaweed extract, đấy chính là chiết xuất cây roi biển này, có tác dụng là chống viêm. Khi mà Thu quyết định là sẽ lựa chọn cái dòng Calm này với gọi là cái chỉ số phần trăm của BHA nó chỉ là 1% thôi, nói chung khá nhẹ so với những bạn nào mà đã quen dùng tẩy da chiết hóa học rồi. Nhưng ở đây khi mà Thu giới thiệu cái sản phẩm này để cho mọi người, kiểu những ai mà đang gặp vấn đề giống như Thu ấy, thì mọi người có thể dùng thử. Có thể 1% thì nó sẽ hơi ít so với những bạn nào mà quen dùng nhá, nhưng mà với những ai mà da mẩn đỏ, dễ bị kích ứng, dễ bị mẩn, ngứa, nổi mụn nước ấy, thì cái chỉ số 1% này là mọi người nên sử dụng nếu mọi người mới bắt đầu sử dụng những cái treatment nâng cao. Và cái quy trình mà khi mọi người sử dụng hai sản phẩm này, đầu tiên là mọi người sẽ sử dụng toner và sau đấy thì mọi người sẽ sử dụng BHA 1% này. Và nếu mà mọi người ở nhà có những cái dạng kem mà dịu nhẹ
và mọi người thấy cái kết cấu của nó kiểu không quá là bị nhờn dính và quá nặng ấy, thì mọi người có thể apply ngay sau hoặc thậm chí là cho thành một bước cuối cùng ngay sau hai cái sản phẩm đấy luôn. Và trên đây chính là trải nghiệm của Thu khi mà sử dụng đã qua quá nhiều những cái sản phẩm, dù đắt có, dù rẻ có, những cái sản phẩm mà gọi là trên thị trường nó gọi là kiềm dầu ấy, thì Thu vẫn phải dừng lại ở hai cái sản phẩm này. Và mọi người nếu mà ai vẫn đang kiểu quá phân vân trong cái việc là chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm gì để làn da vừa mềm này nhưng mà không vừa bị đổ dầu trong mùa hè này, thì nhớ là đừng quên chúng ta sẽ sử dụng hai cái sản phẩm dòng cam của Colas Joy này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thu đến bây giờ, và đừng quên là ấn vào nút đăng ký đây nhé và biểu tượng chuông bên cạnh để có sản phẩm mới nào thì mọi người có thể gợi ý Thu để Thu thử. Và kênh của Thu thì sẽ luôn luôn là chăm sóc những cái làn da cho các chị em mà quá nhạy cảm hay là những làn da yếu nhé. Và cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một video sau. À, và nhớ là đừng quên ấn nút like ở page Today with Phạm Hà Thu để chúng ta có một sân chơi cũng như là một nơi để chị em có thể bàn tán chuyện skincare cũng như là những câu chuyện làm đẹp. Bye bye.